Nó quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Quyền, Đây Đó Châu Âu, Cuộc Sống Áo. Hôm nay cuối tuần, Quyền cùng với các bạn vào làm món bánh cuốn tráng chảo. Hôm nay Quyền sẽ làm tất cả là 3 bịch bột bánh cuốn nha các bạn. 3 bịch một một bịch Quyền sẽ làm không có nhân bánh chay, còn hai bịch Quyền sẽ làm thịt tôm thịt. Thì nguyên liệu gồm có bột bánh cuốn, sau đó Quyền sẽ cho thêm bột gạo. Cái này là nấm đông cô 20g, rồi nấm mèo 50g và năm củ hành khoảng 600g, 3 muỗng dầu ăn, lát mình bỏ trong bột cho anh bột nó láng, và thịt Quyền sẽ đi ngâm trước nấm mèo với lại nấm đông cô. Sau đó Quyền sẽ cắt nhỏ hành, nấm mèo, nấm đông cô, Quyền xào sơ thịt, xào chín luôn. Bây giờ đầu tiên chúng ta đi ngâm bột nha các bạn. Nếu có thời gian thì các bạn nên ngâm khoảng 3 tiếng 4 tiếng. Hôm nay mình làm bột bánh cuốn. Thì một bịch bột bánh cuốn này là 400g. Nếu mà bột bánh cuốn này bắt là các bạn tráng chảo thì 400g này các bạn cho một muỗng canh bột gạo nha, cho kèm thêm. Để cho nó khỏi bị nứt á. Bây giờ mình làm 3 bịch thì là 3 muỗng canh bột gạo. Mình ngâm 3 tiếng. Mình đi ngâm khoảng 3 tiếng rồi sau đó mình đi đổ qua bàn chảo nha các bạn. Thấy tráng bằng chảo thì vẫn ngon như là mình tráng bằng nước vậy, hơi nước đó. Mình làm luôn 3 gói bột bánh cuốn. Mình cho 3 lít nước nha. Mỗi một bịch đó là mình cho 1 lít nước với 1 muỗng bột năng. Và 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn mình cho sao? 1 miếng muối, 1 chút muối. Bây giờ mình đi ngâm trước. Đây là 1 lít nước rồi. Này là 3 lít nước. Mình quậy cho đều rồi mình ngâm đó nha các bạn. Rồi một chút nữa mình sẽ quay lại. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi ngâm mộc nhĩ, nấm đông cô. Sau đó mình sẽ mềm hết, bắt đầu mình đi cắt hạt lựu hành. Cái này là mình cho bột gạo vô nha các bạn. 3 bịch mình cho vô 3 muỗng. Để cho bánh nó khỏi bị nứt á. Đây là 3 bịch bột nè các bạn, 3 lít nước với 3 muỗng bột năng, bột gạo, 1 chút muối và dầu. Khi nào mình gần đổ là mình mới cho dầu nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đi gói nha các bạn. Cái này là nhân tôm nè các bạn. Nhân tôm mình làm cái này là nhân thịt heo nè.
Hôm nay mình phải đổ cho hết. Xay coi như đã xong nha các bạn. Mình sẽ ăn kèm với chả lụa, gà bì với chả quế, nước mắm với rau sống. Cảm ơn các bạn đã theo. Bánh mình đã làm xong rồi các bạn. Cái dĩ này là 2,5 kg nè. Ăn với nước mắm nha các bạn. Với rau thơm. Ở đây là dưa leo, rau thơm. Giá video làm bánh cuốn của Huyền tạm dừng ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video kỳ tới. Bye bye các bạn, bye bye.